10 thùng container được xếp chồng lên nhau nhỡ may bị đổ trong lúc vận chuyển, thì làm thế nào? Chiếc tàu vận chuyển hàng cỡ lớn chở chục nghìn thùng container, chúng được xếp lên nhau thành từng tầng như thế này. Nếu như gặp phải sóng biển khiến chiếc thuyền lắc qua lắc lại ở trên biển, thì chẳng lẽ không sợ thùng container rơi xuống sao? Nếu như muốn biết đáp án, thì chúng ta cùng xem những chiếc thùng container được xếp lên tàu như thế nào, và họ cố định chúng như thế nào để đảm bảo chúng không bị đổ. Tàu chở hàng thường được chia thành hai bộ phận là một phần cabin bên dưới, nó giống như là tầng hầm của các tòa nhà cao tầng vậy, có thể để nhiều nhất 9 tầng thùng container. Cả con tàu được chia thành nhiều khu vực, ở giữa được ngăn cách bằng vách ngăn. Trong mỗi khoang hàng hóa đều có đường dây thẳng đứng. Một khi thùng container được thả xuống thuận theo đường dây, thì phần ở bên dưới do thùng container được kẹp ở trong đường dây và vách ngăn hạn chế không gian, vì thế nó sẽ không di chuyển và cũng không hề có nguy cơ bị đổ. Đồng thời giữa hai thùng container sẽ không hoàn toàn chạm vào nhau, ở bốn góc của chiếc thùng sẽ được lắp một thiết bị định vị góc để nối hai cái thùng container, vì thế hai loại bảo đảm là đường dây với định vị góc đã giải quyết an toàn cho cabin bên dưới. Sau khi cabin bên dưới đầy, thì sẽ để thêm khoảng 10 tầng thùng container nữa lên trên boong tàu. Phần này không có đường dây chặn lại, vậy họ cố định chúng như thế nào để đề phòng thùng container không bị đổ? Lý do các thùng container có thể xếp chồng lên nhau cao như vậy mà không đổ đều là nhờ vào sự giúp đỡ của khóa tự động. Sau khi xếp đầy cabin bên dưới thì sẽ đậy nắp cabin lên cho con tàu. Còn trên nắp cabin được xếp đầy có thiết bị cố định hình vuông và được gọi là đế thùng. Sau khi thùng container được nâng lên, thì khi hạ xuống bốn góc của thùng sẽ vừa hay khớp với đế thùng. Họ kéo cái tay cầm trên đế để chiếc thùng cố định trên nắp cabin. Vậy thì vấn đề đến rồi, lẽ nào mặt trên của mỗi chiếc thùng đều có cái đế này sao? Có phải tầng 2 cũng phải kéo khóa tay thủ công không? Đáp án là không. Thùng càng được xếp lên cao thì người công nhân càng khó có thể lên đến tầng bên trên. Vì thế thùng container ở bên trên cần phải dùng một thiết bị sáng tạo được gọi là khóa tự động. Phần đáy của khóa tự động có hình chóp, phần đỉnh có hình thang. Phần đỉnh được người ta đặt ở bốn góc của thùng container bằng cách thủ công. Tiếp đó họ nâng thùng lên, ngắm chuẩn thùng container phía dưới và hạ xuống, lợi dụng trọng lực để khóa tự động được cắm vào trong. Do có kết cấu hình chóp nên nó có thể cắm từ trên xuống dưới rất dễ dàng. Nếu như muốn rút ra, thì đầu tiên phải di chuyển về bên trái rồi dùng cần cẩu để nâng nó lên. Mỗi một cái thùng container ở trên nắp cabin đều được khóa chặt bằng cùng một cách. Vậy nếu như gặp phải gió bão lớn thổi cho các thùng container nghiêng ngả, thì chúng có đổ được không? Nếu như muốn các thùng container đổ thì phải đáp ứng được 3 điều kiện của khóa tự động. Đầu tiên nếu muốn rút khóa tự động ra thì cần phải có một lực nâng lên. Tiếp đó là lực này bắt buộc phải được duy trì liên tục mới có thể hoàn toàn rút cái khóa ra. Cuối cùng là 4 cái khóa tự động ở 4 góc phải được rút ra cùng lúc thì mới có thể đổ được. Thường thì mức độ gió thổi và sóng đánh ở trên biển thay đổi rất lớn. Nó có thể thay đổi trong khoảng thời gian không phải mấy giây đến mấy chục giây. Vậy nó có khả năng làm thùng container lắc lư không? Do gió và sóng sẽ tạo ra chuyển động sang ngang và chuyển động thẳng đứng. Nếu chỉ có chuyển động sang ngang thì sẽ khiến khóa tự động di chuyển, nhưng do thiếu lực nâng lên trên thế nên nó sẽ không khiến khóa tự động tuột ra. Còn nếu chỉ có chuyển động thẳng đứng thì khóa sẽ bị chặn lại, vì thế cũng sẽ không bị tuột ra. Còn nếu như chuyển động sang ngang và chuyển động thẳng đứng cùng lúc thì sẽ như thế nào? Theo như lý thuyết thì đúng thật có thể khiến chiếc thùng container rơi ra, nhưng sóng đánh đến chỉ trong vòng một khoảnh khắc, nó không thể nào nâng chiếc thùng lên. Phải biết rằng khi dỡ thùng container ra thì cần cẩu cũng cần phải di chuyển sang ngang trước rồi nâng lên bên trên mới có thể mở ra. Do đó hệ số an toàn của khóa tự động vô cùng cao, không cần lo lắng chúng sẽ bị đổ xuống. Cho dù những thùng hàng đó có nghiêng ngả thì chúng cũng được nối liền với nhau. Mà trong thực tế, vì để đảm bảo an toàn cho các thùng hàng hơn, mà họ còn buộc phần bên cạnh của thùng hàng lại. Họ dùng các thanh sắt để buộc 5 tầng thùng container phía dưới lại, dùng ốc vít ở giữa các thanh sắt để kéo chặt thùng hàng lại, và cố định chúng trên bệ đỡ một cách chắc chắn. Còn 5 tầng thùng phía trên do người công nhân không thể lên đến nơi nên thường thì cũng sẽ không buộc nó lại. Vậy nhỡ may thùng hàng bị đổ thì làm thế nào? Nhìn những thùng hàng đang nghiêng ngả trong video, từ màu sắc của phần đáy thuyền chúng ta có thể thấy rằng là thuyền không chìm trong nước quá nhiều. Những thùng hàng đó có thể là thùng rỗng. Một thùng hàng đầy có trọng lượng khoảng 20 tấn, còn thùng rỗng chỉ khoảng 2 tấn. Vì thế nó chỉ bị nghiêng chứ không phải bị tách ra và đổ xuống. Gặp phải tình huống này thì thường cần đến gần cảng và thực hiện bảo trì để tránh xảy ra nguy hiểm.